Chương 505. Liễu Bạch. Một trận chiến vốn dĩ là vô cùng quyết liệt đã nhẹ nhàng được Lâm Động hóa giải. Đám người làm tử thanh nghi kia không phải loại ngu xuẩn. Lâm Động hiện nay danh tiếng ngày một vang xa, mà thực lực cũng tăng nhanh đến thế. Ngay cả Thạch Khôn cường giả nhị nguyên niết bàn cũng bại trong tay hắn. Điều này cho thấy điều gì? Bọn nam tử thanh nghi hiểu rõ nhất. Tại nơi đây, thực lực rốt cuộc là thứ người ta kính sợ nhất. Tần Sâm đã phải chịu thua thiệt, cũng không nói gì. Quay trở về vương triều của mình, sắc mặt hắn có phần tối tăm. Có điều ánh mắt hắn âm u, không nhìn Lâm Động mà nhìn ba người bọn nam tử thanh nghi kia. Thiết nghĩ hắn hiểu tại sao vừa rồi ba kẻ này biến mình thành câm nín cả. Thì ra là để cho hắn thành vật thí nghiệm từ thực lực của Lâm Động. Giờ biết thực lực rồi, nhưng mà thể diện của hắn mất đi không ít. Đối diện với ánh mắt đó của Tần Sâm, ba kẻ kia cũng có phần không được tự nhiên, chỉ là cười khan. Nhưng mà bọn chúng cũng đã biết lần này đắc tội với Tần Sâm rồi. Tuy bọn chúng không sợ, nhưng mà ít đi một cái đồng bọn cũng chẳng phải chuyện vui vẻ. Ba người bọn Mặc Lăng ở phía dưới cũng là sững sờ đứng nhìn cảnh này. Nhìn bộ dáng dường như bốn cái đại vương triều không có hành động gì nữa. Lẽ nào chuyện tới đây là hết? Ba người quay mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự chấn động không gì giấu nổi. Bọn họ biết rằng nếu mà tin này truyền về vương triều Đại Viêm, không biết gây nên chấn động đáng sợ thế nào. Vương triều Đại Viêm tham gia không ít lần bách triều đại chiến, chưa từng có vị tiền bối nào đạt được mức này ở trong chiến trường viễn cổ. Nghĩ tới đây, ba người bọn họ có phần cảm giác phức tạp. Như ban đầu, sau khi tất cả bọn họ tiến về chiến trường viễn cổ, thực lực tương đương lẫn nhau. Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà Lâm Động đã bỏ lại bọn họ ở tít tắp phía sau. Điều này khiến bọn họ thực cảm thấy xấu hổ. Trên không trung, Lâm Động tóm lấy ba cái tấm phù, mắt vẫn nhìn về đỉnh núi. Mấy cái đạo thân ảnh đó đều khiến ánh mắt của hắn có phần nặng nề. Có lẽ những người này mới coi là bá chủ của địa vực Tây Bắc. Chả trách lần trước gặp Mục Hồng Lăng của ta khá có vẻ coi thường vương triều Ma Nham, thì ra đằng sau bối cảnh lớn như vậy. Hà, Lâm Động tiểu đệ, không ngờ, thật là bất ngờ. Không ngờ chỉ chả bao lâu mà ngươi đã đạt đến cái trình độ này rồi. Khi mà ánh mắt Lâm Động đang ba động bởi những ánh mắt trên đỉnh núi, thì tiếng cười của Mục Hồng Lăng vang lên, rồi cũng cùng với cái thân ảnh kia xuất hiện trước mặt Lâm Động không xa. Mục Hồng Lăng vẫn mặc cái bộ váy đỏ rực như lửa, chói mắt nhìn người. Gương mặt xinh đẹp khiến cho không ít người sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Còn những vương triều cường giả có mạng lưới tình báo khá rộng, khi thấy những người đang đứng bên cạnh Mục Hồng Lăng, sắc mặt hiện lên vẻ đầy kinh ngạc. Bốn kẻ Tần Sâm cách đó không xa khựng lại nhìn nam tử bạch y xuất hiện, rồi ánh mắt bọn chúng khiếp sợ. Hẹn không được lùi lại, hiển nhiên bọn chúng không ngờ gây ra động tĩnh khiến cho người này xuất hiện. Mà khi những kẻ này xuất hiện thì bọn chúng không có tư cách tham dự nữa, nên là vẫn ngoan ngoãn lùi ra một bên là sáng suốt nhất. Hành động rất nhỏ, bọn Tần Sâm không thể thoát khỏi sự nhạy bén của Lâm Động. Hắn nhíu mày xem ra những cái kẻ không tầm thường. Chỉ có điều là rốt cuộc không biết là thần thánh phương nào khiến cho tứ đại vương triều phải sợ hãi đến vậy. Lâm Động suy nghĩ, mắt quan sát Mục Hồng Lăng chuyển sang cạnh cô ta. Một cái nam tử bạch y đang mỉm cười với hắn. Người này dáng vẻ tuấn giật, khí độ bất phàm, hơn nữa không hề có sự kiêu ngạo của vương triều cao cấp, vẻ mặt ôn hòa khiến người ta dễ có thiện cảm. Nhưng Lâm Động quan tâm không phải là điều đó, mà hắn mơ hồ thấy được một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác này mạnh hơn khi đối diện với Thạch Khôn tạo ra rất nhiều. Rõ ràng đám người này tuyệt đối không phải là loại dễ đối phó. Khi Lâm Động quan sát bạch y nam tử cũng là quan sát hắn. Một lát sau, ánh mắt hai bên chạm nhau, bạch y nam tử cười nói: Lâm Động, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Động cũng không biết kẻ lai lịch kia có vẻ bất phàm, rốt cuộc có địch ý với mình hay không, vẫn là cung tay, không nhiệt tình cũng chả lạnh nhạt. Mấy người đứng sau phía đạch bạch y nam tử nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng khẽ động nhưng không nói gì. Nếu lúc này là lúc trước, khi bọn họ biết tin Thạch Khôn bại trong tay Lâm Động thì có lẽ là sẽ ăn nói lớn tiếng, nhưng lúc này thì khác. Xem ra chuyện này cũng có chút chấn động đến những cái nhân vật như bọn họ. Lâm Động tiểu đệ, lần trước đệ thô bạo đẩy tỷ tỷ ra khỏi không gian bí thược, bây giờ có ý định bồi thường gì không? Mục Hồng Lăng cười cười nhìn Lâm Động nói. Lâm Động cười khan, hắn có chút không quen với cái kiểu thân mật đó của Mục Hồng Lăng. Hắn và cô ta bất quá gặp hai lần, hơn nữa chả thân thiện gì. Hai người đến từ hai vương triều khác nhau, quen biết cũng không phải, huống chi bằng hữu. Hiển nhiên Lâm Động có chút e dè đề phòng nước tử tinh quá nhiều nữ này. Ai, vốn dĩ tỷ tỷ định nếu gặp đệ trong viễn cổ bí tàng nhất định dọn đệ
sạch sẽ, giờ xem ra rất khó khăn. Mục Hồng Lăng vươn người để lộ ra những đường cong gợi cảm. Thực lực cô ta hiện giờ mới là nhất nguyên niết bàn đỉnh phong, nhưng với việc Lâm Động đánh bại Thạch Khôn thì dường như vẫn là chưa đủ để nàng ta cảm thấy phải sợ hãi. Tình thế lần trước chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Hắn biết nữ tử này nửa đùa lừa thật, ân oán giữa hai người không có gì lớn. Nhưng nếu nói cô ta e dè Lâm Động thì hắn không dám tin lắm. Hắn cảm nhận được rằng bề ngoài Mục Hồng Lăng là cường giả nhất người niết bàn, thực lực tương đương Thạch Khôn, nhưng hắn biết rõ ràng có nhiều chuyện không thể nhìn về bề ngoài. Cũng giống hắn, thực lực nhất nguyên niết bàn có thể đánh bại được cường giả nhị nguyên niết bàn. Bối cảnh Mục Hồng Lăng hiện nhìn không tầm thường. Nếu nói cô ta không có thủ đoạn lợi hại có thể khiêu chiến vượt cấp thì Lâm Động tuyệt không tin. Hà, Hồng Lăng chỉ nói đùa, đừng cho là thật. Lúc này thì Bạch Y Nam Tử cười cười với Lâm Động. Tại hạ Liễu Bạch. Liễu Bạch nghe cái tên này thì sắc mặt Lâm Động không có thay đổi, nhưng lòng hắn thì run lên. Lúc này mới hiểu được tại sao bọn Tần Sâm sợ người này đến vậy. Địa vực Tây Bắc quần hùng vô số, những loại người như Vương Triều Mai Nham có thể coi là hào kiệt. Ở bên trên những hào kiệt có 4 cái cấp bậc nhân vật bá chủ, bọn họ mới là nhân vật danh tiếng nhất của địa vực Tây Bắc. Một trong tứ đại bá chủ chính là Liễu Bạch. Liễu Bạch đây chính là cường giả chân chính có tên trong Niết Bàn Bảng. Đám người xung quanh hiện nhiên bị cái tên này dọa tới chết khiếp. Những cái tiếng xì xào ồn ào bắt đầu xuất hiện. Nghe danh đã lâu, Lâm Động khẽ cười rồi nói: các vị tới đây có hay không được cùng ý đi di tích viễn cổ tông phái này? Hà, Càn Vân Tông trở thành tông phái hộ pháp Liên Minh Tông không tệ, truyền thừa bọn họ cũng rất tuyệt, nhưng tại hạ không nhất thiết phải có. Liễu Bạch cười cười nhìn Lâm Động nói: bọn ta tới đây chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu với người mà thôi. Xung quanh xôn xao. Sắc mặt Tần Sâm lúc này tối đi, hiển nhiên bọn chúng không ngờ rằng đại nhân vật như vậy mà chủ động nói lời đó. Xem ra bọn họ cũng rất xem trọng Lâm Động. Chuyện này mà truyền ra ngoài sợ các vương triều cao cấp không dám động vào Lâm Động nữa. Lâm Động cũng bất ngờ vì nơi đói đó, rồi hắn cười lạnh: Liễu Bạch huynh nói vậy ta cũng thật lấy làm vinh hạnh. Không có trận quyến chiến quyết liệt như tưởng tượng, Lâm Động thở phào. Tiếp đó hai người nói chuyện một lúc, không khí thoải mái. Hồi lâu sau thì Liễu Bạch mới có dấu hiệu muốn rời đi. Lâm Động huynh, chắc chúng ta còn gặp nhau ở viễn cổ bí tàng, tới lúc đó chưa biết chừng phải hợp tác nữa. Liễu Bạch cười nói rồi quay người dẫn Mục Hồng Lăng và những người khác rời đi. Lâm Động ngẫm lại ý tứ của Liễu Bạch, ánh mắt trở nên nặng nề. Xem ra cuộc tranh đoạt trong viễn cổ bí tàng quả nhìn không tầm thường. Đến như Liễu Bạch cũng không có lòng tin tất thắng. Xem ra không ít cường giả ở trong bóng tối. Nghĩ tới đây thì Lâm Động bỗng nhớ tới gã Diễm Sâm mình gặp lúc trước. Khí tức người này không hề thua kém Liễu Bạch. Hơn nữa ở trong tứ đại bá chủ địa vực Tây Bắc không có tên người này. Không biết là cường giả ẩn mình ở trong bóng tối hay tới từ nơi khác. Nhưng mà bất luận thế nào bọn họ cũng không phải là người loại tầm thường. Lâm Động khẽ búng tay, quay người đáp xuống. Những người xung quanh thấy thế đành tiếc nuối rời đi. Bọn họ biết được chuyện này e là không ai dám gây rối với Lâm Động nữa. Truyền thừa của Càn Vân Tông chắc chắn rơi tay mấy người vương triều Đại Viêm kia rồi. Chương 506 Liên Minh Thiên Cương. Một vài thân ảnh từ trên không bay vút qua phía viễn cổ bí tàng. Người dẫn đầu chính là Liễu Bạch mà Lâm Động đã gặp. Liễu Bạch đại ca, xem ra huynh rất coi trọng tên Lâm Động đó. Theo sau Liễu Bạch, một cái tên nam tử về mặt có vết sẹo tựa như là con rết, nhìn về phía sau bỗng nói: tuy có chút bản lãnh nhưng hắn có tư cách hợp tác với bọn ta thật sao? Một nam tử mặt chắc khán, mặt trắng khác cũng là nhíu mày nói. Khí tức của người này đều là khá mạnh, mà bản thân hắn cũng cùng với danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Nghe nói vào 2 tháng trước bọn họ đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần 2. So với Thạch Khôn rõ ràng mạnh hơn không ít. Vì thế hắn không vì Lâm Động đánh bại Thạch Khôn mà cảm thấy sợ hãi. Lời nói bọn hắn không có ý định khinh thường Lâm Động. Dù gì cũng chỉ là nhất nguyên Niết Bàn. Nếu hợp tác dường như không biết phải nói từ đâu. Hắn không đơn giản như những gì bọn ta thấy đâu. Người đột nhiên lên tiếng là Mục Hồng Lăng, kẻ từng có chút xung đột với Lâm Động. Đôi mắt hoa đảo liếc nhìn hai người, bộ dáng mệt mỏi nói: nếu không các ngươi cho rằng Mục Hồng Lăng ta dễ bị đuổi đi như thế sao? Tên tiểu tử đó đá thẳng ta ra khỏi không gian bí thược,
Bao nhiêu năm nay nam nhân dám đối xử với ta như thế chỉ có mình hắn. Liễu Bạch khẽ cười rồi cũng gật gừ rồi nói. Khi ở trong viễn cổ điện các người từng gặp hắn rồi. Thực lực khi đó của hắn chỉ là bán bộ niết bàn. Hơn nữa tinh thần lực hiện nhiên chưa trải qua phong lôi kiếp. Còn hiện tại thì sao? Hắn và Thạch Khôn giao đấu tại Đan Hà. Thiết nghĩ có lẽ là hắn tu luyện ở đó 2 ngày. Mà chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, thực lực không chỉ đột phá niết bàn cảnh, vượt qua niết bàn kiếp. Trong các người có ai hoàn thành được hai bước đó cùng lúc chưa? Hơn nữa, hắn không chỉ vượt qua niết bàn kiếp, có lẽ còn có phong lôi kiếp nữa. Đồng thời vượt qua hai kiếp nạn đó mà vẫn còn sống sót. Ai dám nói hắn đơn giản? Hai nam tử đều là nhị nguyên niết bàn, nghe vậy sắc mặt có phần thay đổi. Lúc sau vượt qua cả niết bàn kiếp và phong lôi kiếp đúng là điều bọn họ làm không được. Không phải bọn họ chưa từng gặp cường giả tu luyện cả nguyên lực và tinh thần lực, nhưng đa số cường giả đều thận trọng tách xa hai kiếp nạn này. Rất ít người sống lâm động cùng vượt qua hai đại kiếp nạn. Riêng điểm này cũng đủ thấy hắn bất phàm rồi. Hơn nữa theo ta được biết, khi đánh bại Thạch Khôn, lâm động thi triển một cái môn linh vũ kỹ. Ta rất hiếu kỳ tại sao một cái tên gia hỏa xuất thân từ vương triều hạ cấp đó mà có được nhiều tuyệt chiêu đến vậy. Cứ thế này thì hắn có thể sánh ngang với thiên đao rồi. Liễu Bạch khẽ cười, ánh mắt có phần thèm muốn. Bách triều đại chiến nửa năm nữa mới bắt đầu, thật khiến người ta ngày càng mong chờ. Ta thật muốn biết lúc đó có bao nhiêu nhân vật ẩn mình xuất hiện đây. Sau khi bọn Liễu Mạch rời đi, Lâm Động cũng là trên trời đáp xuống, cùng Tiểu Viêm đi trước mặt ba người Mặc Lăng đang há hốc miệng. Thấy bọn họ như thế cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, tiện tay ném ra bờ tấm phù. Ba người vội vàng bắt lấy, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hiện giờ các cường giả khác hiện nhiên không còn ý nghĩ động thủ. Quả thực bọn họ không xem ba người Mặc Lăng ra gì, nhưng có Lâm Động ở bên cạnh thì tình hình lại khác. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà huynh đạt đến trình độ này. Mặc Lăng cười khổ nhìn Lâm Động rồi nói: có cơ duyên mà thôi, không phải mọi người cũng vậy sao? Lâm Động cười cười: nếu ba người bọn Mặc Lăng có được truyền thừa của Càn Khôn Tông thì hiển nhiên thực lực cũng tăng mạnh, sau này chưa biết chừng có khả năng tiến vào niết bàn bảng. Xem ra gần đây đi theo huynh bọn ta cũng có chút may mắn. Đỗ Vân cười rồi nói: nếu huynh có ý với Càn Vân Tông thì bọn ta đưa huynh cùng vào xem có được truyền thừa gì không. Bọn họ đều biết nếu như Lâm Động không kịp đến thì bọn họ đừng có nói đến việc giữ được ấn phù, chứ biết chừng ngay cả mạng cũng mất. Nếu đã chỉ có 3 ấn phù thì chắc chắn cũng chỉ có truyền thừa đủ 3 người. Ta đi vào không tiện. Đừng lo cho ta, trong viễn cổ bí tàng này còn không ít truyền thừa đâu. Lâm Động lắc đầu. Đương nhiên hắn không thể lấy mất suất của bọn Mặc Lăng. Hơn nữa, tuy Càn Vân Tông xem như không tệ nhưng chưa đủ khiến cho hắn quan tâm. Tâm lý này giống như là bọn Bận Liễu Bạch vậy. Thứ truyền thừa tông phái này đối với Lâm Động hiện giờ tôi nói có lẽ không quan trọng lắm, nhưng đối với ba người Mặc Lăng thì đủ cho bọn họ theo đuổi, giống như những cường giả vương triều cao cấp khác. Để ta hộ tống mọi người đi vào, khi nào bắt đầu truyền thừa ta sẽ rời đi. Lâm Động chậm ngầm rồi nói: ba người bọn Mặc Lăng đều là hiện tại bán bộ niết bàn. Nói thật như thế trong chiến trường viễn cổ chưa là gì, mà Lâm Động giúp bọn họ tới mức này thì cũng muốn để cho bọn họ thuận lợi có được truyền thừa. Nghe thấy thế thì ba người bọn Mặc Lăng đều cảm động và khẽ cảm thán. Ban đầu rời khỏi vương triều Đại Viêm, phụ vương dặn bọn ta phải theo huynh. Xem ra phụ vương nói không sai. Hồi trước khi Lâm Động và Lâm Lang Thiên xung đột, bọn họ đều chọn đứng về phía Lâm Động. Giờ nghĩ lại, đúng là có phần may mắn. Đúng là Lâm Lang Thiên thiên phú rất tốt, nhưng nếu kết giao bằng hữu, trong mắt Mặc Lăng bọn hắn tuyệt đối không bằng được Lâm Động. Đi thôi, bọn chúng ta đi vào trong di tích xem có được gì không. Mặc Lăng hất đầu, bỗng nhiên nhìn Tiểu Viêm sau lưng Lâm Động. Vị đây nè, hắn là Lâm Viêm, huynh đệ của ta, mọi người cũng gặp rồi. Chính là con yêu hổ đi theo ta trước đây, bây giờ đã đột phá niết bàn cảnh, thoát hình dạng yêu thú. Lâm Động mỉm cười nói. Ồ, ba người bọn Mặc Lăng sững người kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm. Rõ ràng bọn họ không ngờ rằng cái đầu yêu thú vẫn đi theo Lâm Động trước đây. Niết bàn cảnh, nghe sau rồi. Đó là sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, cảnh giới mà bọn họ nằm mơ không đạt được. Không ngờ yêu thú bên cạnh Lâm Động cũng đạt đến cảnh giới đó. Đối diện với ba người Mặc Lăng cũng có thể coi là quen biết, Tiểu Viêm lờ nụ cười hiền hậu. Chỉ có điều nụ cười đó kết hợp với thân hình lớn như khổng lồ của hắn tạo ra áp lực vô cùng lớn. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay. Nghe vậy ba người bọn Mặc Lăng cũng là gật đầu,
giơ bàn tay ra, bà ấn phù chậm chậm bay lên. Cuối cùng thì biến thành một cái tia sáng bắn lên cái quầng bao trùm di tích viễn cổ, lập tức quầng sáng tách ra một cái kẽ hở. Thấy kẽ hở xuất hiện, đám lâm động không chút chậm chân, lập tức thân hình kẽ động, tiến vào trong khu di tích trước ánh mắt của bao người ngưỡng mộ xung quanh. Ầm ầm, sau khi bọn lâm động đi vào, lập tức cả hòn đảo rung chuyển, tất cả thân hình kẽ động tiến vào khu di tích trước. Khu di tích đã biến mất quỷ dị dưới sự bao phủ của chùm sáng. Trên không trung tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng đành thở dài bất lực, không can tâm tản đi, tiếp tục tìm kiếm di tích khác. Mong cũng là may mắn như ba người bọn Mặc Lăng. Trong khi bên ngoài mọi người đang tản đi, thì bên trong đám bọn lâm động đang hiếu kỳ quan sát di tích mới xuất hiện trước mắt. Đó là một cái quảng trường cổ lão, phía trước còn có một cái tòa cung điện lớn. Đây chính là tông phái viễn cổ sao? Ba người bọn Mặc Lăng tò mò nhìn xung quanh. Ở đây tuy nhìn không hoành tráng lắm nhưng mà cũng có khí tức rất mạnh. Phụt phụt. Khi hội lâm động bước vào không lâu thì tòa cung điện bỗng bắn ra ba cái tia sáng, cuối cùng bao trùm lấy ba người Mặc Lăng. Đồng thời một luồng hấp lực muốn hút ba người vào trong đại điện. Xem ra truyền thừa sắp bắt đầu. Thế vậy lâm động khựng lại khẽ cười. Lâm động huynh, nói lời cảm ơn thì quá khách sáo, nhưng tiểu tử người thực xứng mặt huynh đệ, được làm bằng hữu với ngươi là phúc ký bọn ta. Ba người bọn Mặc Lăng cảm nhận được luồng hấp lực đó, trịnh trọng ôm quyền với lâm động rồi cười nói. Mặc Lăng dứt lời, cả ba đều bị luồng ánh sáng đó kéo ngược vào trong điện, rồi một quầng sáng cho lóa phong tỏa cả đại điện lại. Nhìn đại điện bị phong tỏa kín mít, lâm động khẽ cười, hắn cũng mừng vì bọn Mặc Lăng có được kỳ ngộ này. Ba người bọn Mặc Lăng hút vào trong thì quảng trường bỗng trở nên trống trải. Lâm động quét mắt nhìn Tiểu Viêm tiến về một cái tấm bia đá ở giữa quảng trường. Trên tấm bia đá không có vũ khí gì cả mà là ghi chép những thông tin về viễn cổ bí tàng. Lâm động có hứng thú với những thông tin này. Vì thời gian cũng lâu cho nên những cái chữ trên đó có phần mơ hồ, nhưng lâm động có thể đọc được những cái từ quan trọng. Liên minh thiên cương, 108 tông, thập lục hộ tông, tứ đại huyền tông, 4 tông chí tôn. Nhìn những lời này thì ánh mắt lâm động có phần chấn động. Liên minh thiên cương có lẽ là liên minh tông phái trong viễn cổ bí tàng này. Không ngờ có tới 108 cái tông phái, quy mô thật không nhỏ. Thập lục hộ tông có lẽ là càn khôn tông bên trong. Tứ đại huyền tông có lẽ chính là những người thống trị cao nhất liên minh này. Xem ra truyền thừa quý giá nhất của viễn cổ bí tàng chính là bọn họ. Có lẽ bọn liễu bạch kia là nhằm vào truyền thừa bọn họ. Lâm động mím môi, nếu hắn đoán không nhầm thì tứ đại tông điện chính là nơi quan trọng nhất của viễn cổ bí tàng, có lẽ là sinh tử chuyện luân đoan cũng ở đó. Chương 507, Niết Bàn phần thiên trận. Lâm động không ở lại lâu trong di tích Càn Vân Tông. Sau khi thấy ba người bọn Mặc Lăng thuận lợi tiếp nhận truyền thừa, hắn liền rời khỏi quảng trường. Quầng sáng bao trùm di tích hiển nhiên là vào khó nhưng ra lại dễ, vì thế lâm động không mất nhiều sức đã ra khỏi. Khi hắn xuất hiện ra bên ngoài thì những người xung quanh hòn đảo đã bị tản ra gần hết. Hắn quan sát một chút, đưa Tiểu Viêm đi sâu trong viễn cổ bí tàng. Đương nhiên lần này vào di tích, lâm động không phải là không có thu hoạch gì. Trên tấm bia đá ghi chép không ít thông tin về viễn cổ bí tàng. Những thông tin đó hiển nhiên hoàn chỉnh hơn những gì lâm động có được từ các hải cốt. Thậm chí hắn biết được một vài lộ tuyến để đi sâu vào bên trong. Có mục tiêu cuối cùng, lâm động cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy trong viễn cổ bí tàng này có không ít truyền thừa, nhưng cái hắn cần không phải là truyền thừa thông thường. Không động thủ thì thôi, đã động phải động cái tốt nhất. Mà rõ ràng là truyền thừa lớn nhất trong viễn cổ bí tàng thuộc về tứ đại huyền tông kia. Bọn họ là những người lãnh đạo liên minh thiên cương. Truyền thừa bọn họ chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Đương nhiên lâm động cũng biết, không chỉ mình hắn nhắm vào truyền thừa của tứ đại huyền tông, thậm chí những nhân vật như Liễu Bạch cũng thèm muốn. Vì thế muốn lấy được nó không phải là việc đơn giản. Dù sao thì vương triều và các cường giả có tư cách dã tâm nhắm vào tứ đại huyền tông chắc chắn thực lực hơn hẳn vương triều Ma Nham và Thạch Khôn. Bọn chúng đều là những cái đối thủ khó nhằn. Tứ đại huyền tông, bất luận thế nào ta cũng phải có được một môn truyền thừa trong đó thì chuyến này mới là không phí công. Lâm động ngẩng đầu nhìn về xa xa lẩm bẩm. Quãng đường tiếp theo lâm động không dừng chân vì bất cứ chuyện gì, thậm chí dù một vài nơi có tin tức xuất hiện di tích hắn cũng chả có chút động lòng. Phương hướng không đổi, thẳng tiến sâu bên trong viễn cổ bí tàng.
Khoảng nửa ngày sau, hắn cảm thấy dường như nguyên lực thiên địa xung quanh càng ngày càng đậm đặc hơn, không gian cũng nặng ngày một đổ nát hơn, vô số những cái đường nứt vỡ tựa như lưỡi liềm tử thần khắp nơi, nhìn có phần thảm hại. Nhưng Lâm Động biết sự thay đổi môi trường này cho thấy rằng hắn đang dần tới gần hơn với trung tâm viễn cổ bí tàng. Những lời như thế, các vương triều và các cường giả bình thường không dám tới. Càng vào sâu khung cảnh, càng ngày yên ắng. Chỉ là thỉnh thoảng mới thấy được vài thân ảnh với khí tức khá mạnh bay vút qua. Những luồng khí tức đó đều đạt tới mức nhất nguyên niết bàn. Rõ ràng những người có thể vào tới đây đều là nhân vật bất phàm của địa vực Tây Bắc. Khoảng một giờ sau, Lâm Động bỗng cảm thấy không khí xung quanh dường như nóng lên. Hắn nhíu mắt lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt có phần mừng rỡ. Sự mừng rỡ lóe lên trong mắt Lâm Động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không gian ở đó đột ngột đỏ rực lên, mơ hồ như có một cái đám mây như màn lửa thiêu đốt, mịt mùng, chắn hết mọi đường đi. Càng tới gần, Lâm Động càng nhìn rõ hơn thứ đó. Cuối cùng lông mày hắn kìm không được giật giật. Đó là một biển lửa đỏ rực, không biết lan tỏa tới nơi nào. Biển lửa cháy rực như là thiêu đốt cả không gian. Không gian vốn đổ nát quanh biển lửa dường như méo mó, không gian vô cùng bất định. Niết bàn phần thiên trận, Lâm Động quan sát cảnh tượng đó miệng lẩm bẩm. Hắn đã đọc được trên tấm bia đá, ở nơi sâu nhất của viễn cổ bí tàng có một trận pháp bảo vệ. Rõ ràng biển lửa trước mặt chính là nó. Nó có tên là Niết bàn phần thiên trận. Muốn vào nơi sâu nhất của viễn cổ bí tàng nhất định vượt qua biển lửa này. Ngọn lửa trong trận pháp không phải là lửa thương, mà là lửa ngưng tụ từ niết bàn khí. Thứ niết bàn hỏa. Dù là cường giả niết bàn cảnh ở trong đó lâu, niết bàn khí cũng có thể bị thiêu đốt hết từ đó mất mạng. Lâm Động nhìn biển lửa vô tận không thấy điểm cuối, chép miệng. Có lẽ thứ này mới là chướng ngại thực sự, không biết có bao cường giả tới đây phải dừng bước. Hay, trận này không đơn giản đâu, nhưng phải cẩn thận một chút. Tiểu điều hiện ra, nhìn biển lửa tràn ngập không gian cũng là kinh ngạc nhắc nhở Lâm Động. Lâm Động gật đầu cũng không phải là đồ ngốc. Trận pháp này Liên Minh Tông phái dùng để bảo vệ những cái bảo vật quan trọng nhất. Dù thời gian đã lâu nhưng uy lực của nó vẫn là rất khủng bố. Cái nào coi thường đúng là đồ ngu xuẩn. Lâm Động nhìn xung quanh, mơ hồ nhìn thấy vài thân ảnh đang từ xa tới, cuối cùng dừng lại bên ngoài biển lửa. Chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng nghiến răng lần nữa xông vào trong. Xem ra truyền thừa của tứ đại huyền tông quả nhiên là có sức hấp dẫn. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay không chút chần chừ xông vào trong biển lửa. Ngay phía sau, Tiểu Viêm tay cầm Thiết Côn nhanh chóng theo sát. Vừa xông vào thì một cái làn sóng bằng lửa nóng bỏng tràn tới. Lâm Động cảm thấy da đỏ ửng lên, tâm thần kẽ động, tinh thần lực vô hình tràn ra bao phủ xung quanh cơ thể, tạo thành cái lớp phòng ngự chặn sức nóng khủng bố. Trong niết bàn phần thiên trận, chỉ cần có niết bàn khí sẽ có tự động bùng cháy, vì thế không ai dám thúc động niết bàn khí. Thậm chí có người muốn dùng nguyên lực cũng là vô cùng thận trọng, vì sau khi lên tới niết bàn cảnh, nguyên lực đều được niết bàn khí cô đọng, chẳng ai biết được nó liệu có gây cháy hay không. Nhưng mà hiển nhiên Lâm Động không cần lo lắng điều này. Tinh thần lực và niết bàn khí của hắn chẳng có liên quan gì tới nhau, dùng nó chống lại sự xâm thực của niết bàn hỏa rất thích hợp. Tinh thần lực bao bọc lấy Lâm Động và Tiểu Viêm, cả hai biến thành những cái luồng sáng xuyên qua biển lửa bay vào trong. Trong khi xuyên qua biển lửa, tinh thần lực Lâm Động lan tỏa, cuối cùng cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Từ tấm bia đá hắn biết được sự đáng sợ của niết bàn phần thiên trận. Nếu như người khác dễ dàng đi qua như thế thì uy danh có phần không đáng giá, nhưng rõ ràng với thực lực Liên Minh Tông phái không thể làm cái chuyện như vậy. Sự thật chứng minh những điều Lâm Động dự liệu không sai. Khi hắn và Tiểu Viêm vào sâu trong không lâu, trong niết bàn hỏa đang rực cháy xung quanh bỗng có động tĩnh dị thường. Vùn vút, sự dị thường đó lập tức bị Lâm Động phát hiện ra. Hắn chăm chú nhìn thì thấy bên trong biển lửa bỗng bắn ra những cái quả cầu lửa to lớn cỡ nắm tay, thêm những cái luồng nguyên lực cuồng bạo. Cảnh tượng đó khiến cho Lâm Động phải thu nhỏ lại. Động từ liệt bàn hỏa lôi, Lâm Động hiển nhiên nhận ra thứ quả cầu kỳ quái này, sắc mặt trở nên nặng lề. Thứ liệt bàn hỏa lôi này ngừng tụ từ liệt bàn khí thuần túy, nhưng sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, chạm phát đà lổ, uy lực rất lớn.
chỉ có một viên cũng có thể khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương. Nếu cùng lúc quá nhiều thì ngay cả Lâm Động vượt qua một lần niết bàn kiếp, muốn đối phó cũng đã vô cùng đau đầu. Rõ ràng những cái viên niết bàn hỏa nôi bỗng xuất hiện đạt đến mức khiến cho Lâm Động cảm thấy nguy hiểm. Tiểu Viêm nắm chặt cây thiết côn, ánh mắt cảnh giác nhìn niết bàn hỏa lôi bắn ra từ tứ phía, xem ra cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tử, đừng có chống lại thứ này. Trong niết bàn hỏa trận có vô số niết bàn hỏa lôi, nếu gây lỗ thì có thể gây phản ứng lỗ liên hoàn. Tới lúc đó, trăm ngàn vạn quả bay ra thì người có vượt qua một lần niết bàn kiếp cũng là thịt nát xương tan. Tiểu Điêu nghe nói nhắc nhở. Nghe vậy thì Lâm Động cho mày, nếu không giải quyết được những cái quả niết bàn hỏa lôi kia thì hiện nhiên hắn không thể tiến được phía trước. Đồ ngốc, người có thôn phệ tổ phù làm gì? Niết bàn hỏa lôi có cuồng bạo thế nào cũng là ngưng tụ ra từ niết bàn khí, chỉ cần năng lượng thì thôn phệ tổ phù ngươi có thể nuốt gọn. Thế vậy Lâm Động không biết làm sao, Tiểu Điêu lại không kìm được mắng lớn. Lúc này Lâm Động mới sực tỉnh, đúng là hắn quên mất niết bàn hỏa cuồng bạo như thế nào thì vốn dĩ vẫn là niết bàn khí. Phụt, có cách giải quyết rồi. Lâm Động không chậm trễ, tâm thần rung động, một cái hắc động xuất hiện sau lưng và dần dần mở ra, sau đó lực thôn phệ lan tỏa, niết bàn hỏa lôi bắn ra từ biển lửa cuối cùng chui hết vào trong hắc động. Bùm bùm, trong hắc động mơ hồ phát ra tiếng lộ châm đục, khí huyết trong người Lâm Động có chút sôi sục, nhưng sau đó niết bàn khí cuồn cuộn từ hắc động chảy vào trong người hắn, cùng với dòng niết bàn khí chảy vào cơ thể, sắc mặt Lâm Động ánh lên sự mừng rỡ. Mức độ hấp thu này còn nhanh hơn cả khi tu luyện ở đan hà. Hai người Lâm Động nhanh chóng bay qua đan hà, còn những cái quả niết bàn hỏa thỉnh thoảng bắn tới đều là bị hút vào trong hắc động biến thành niết bàn khí chảy trong người Lâm Động và tu luyện cơ thể của hắn. Ở cả trong lẫn ngoài, cảnh tượng đó có phần hoành tráng tới đáng sợ, nếu người khác nhìn thấy chắc chắn phải há mồm. Ở nơi này dù là những nhân vật ở tầng thứ cao như bọn Liễu Bạch cũng chỉ có thể dám thận trọng đi từng bước di chuyển, chứ ai lại dám di chuyển với tốc độ tối đa như Lâm Động. Hơn nữa, trước sự tấn công niết bàn hỏa lôi càng đi càng mừng. Khoảng hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, chưa thấy dấu hiệu đêm tận xuống biển lửa cùng. Dọc đường, hắn hấp thụ một lượng lớn niết bàn hỏa lôi, cơ thể hắn có thể cảm giác sưng phù. Một lượng lớn niết bàn khí như vậy nhất thời, hắn không thể triệt để hấp thu hết được. Có điều hắn cũng không di chuyển được như thế, cho nên đến tận cùng bình lửa, có lẽ hắn đã dụ được một số thứ mạnh hơn trong niết bàn phần thiên trận này. Phụt, Lâm Động đang di chuyển với tốc độ cao bỗng dừng lại, cảm giác có phần khó chịu. Nhưng lúc này hắn không thèm để ý tới điều đó, hắn nhìn chằm chằm phía trước. Ở đó có một cái quầng lửa cháy rực, là một ngọn lửa đen lặng lẽ. Nó không ngừng chuyển động, dường như có linh trí, thi thoảng lại biến hình thành nhiều loại thú, thậm chí hình người vô cùng quỷ dị. Lâm Động sững sờ nhìn thứ đó, da đầu có chút tê dại, miệng khẽ run run, lát sau từ cái cổ họng mới đã phát ra. Đây là niết bàn ma viêm.